Ok, chờ trời tối thì mình sẽ bắt đầu ra ngoài chúng ta làm việc. Bây giờ mình sẽ thử một cái hệ thống gọi là tự động shift anh em ạ. Kiếm chỗ rộng rộng một chút. Cái này mình sẽ bỏ đi. Nghe hoạt động kém quá. Lava. Lava mill. Ok. Cất cái lava mill. Một vài cái mình sẽ chuyển lên chỗ nào nó gọn gàng nó. Dễ để một chút. Cái khu nào nhỉ? Đang khá muốn làm cái khu đằng trước này. Ok, làm đây đi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái rương. Sau đó chúng ta sẽ làm hopper. Sắt không nhiều lắm thì chúng ta sẽ kiếm cái hopper gỗ thôi. Chúng ta đây này. Còn hopper nào đây không? Làm thì nó không khó nhưng mà chế tạo ra nhiều quá nó hơi phí. Hopper. Open hopper. Sẽ làm tầm một cái trước. Nghe từ đâu nhiều lắm. Đây. Thì ở bên trên này chúng ta sẽ đặt cái auto shift. Auto shift. Auto shift này chúng ta sẽ có thêm một cái hopper nữa để chúng ta gọi là chuyển đồ vào. Còn một bên thì chúng ta sẽ lắp điện. Đấy. Xa đây một chút. Cái điện này đấy thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để mình xem nó nối như thế nào cho nó đơn giản, nó nhẹ nhàng mà nó không cháy nổ. Có thể là chỗ này. Có con nào nó vào vậy? Sao nó vào được hay vậy? Chỗ này mình sẽ đặt một cái cạn tạm đây đi. Chúng ta sẽ lấy từ bên này một cái crucible ha. Này đập bằng tay cũng được. Trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ sử dụng nốt. Đấy. Cái phần nguyên liệu đi. Nóng thế. Làm việc một tí mà thấy bốc lửa luôn ạ. Chưa cần lava nữa. Đấy. Nhiều lava quá. Chúng ta có thể dùng làm nguyên liệu chất đốt ở đấy hoặc là chúng ta làm cái oxy ấy. Ấy à. Cái gì đây? Mẹ con nhện đây nữa. Đang định chuột phải vào để gọi là làm obsidian chết luôn rồi. Thêm cục nữa đấy, obsidian mình sẽ vứt đây đi. Nào dùng đến chúng ta sẽ lấy. Rồi đập cái này ra. Chỗ này chúng ta có thể lấp lại này.
Đây thêm xô nữa đi. Ta sẽ để nham thạch đây. Để cái crucible ở đây. Cái crucible này chúng ta sẽ hơi lag anh em ạ. Nó backup nó hơi lag. Rồi. Chúng ta sẽ chuyển phần nham thạch lên cho cái máy móc ma dynamo này. Sau này mà chúng ta cần nhiều điện hơn, chúng ta chỉ việc mở rộng thêm thôi anh em ạ. Sẽ là nhà. Rồi, bây giờ cái máy này nó sẽ cần một cái nguyên liệu để chuyển vào. Thì chúng ta sẽ cần những cái máy nghiền để tắt cái bad boy này ra cho đỡ đau mắt. Rồi, máy nghiền của chúng ta đây. Bị ác luôn, cứng thế. Máy nghiền này sẽ cần điện ha. Nếu được thì chúng ta sẽ cần thêm cái magmatic dynamo ở đây nữa. Chúng ta nối điện vào là đẹp. Đó. Thì cái máy này sẽ cài đặt cho nó đầu ra ở phía bên dưới. Đó. Có cái gì đây là chuyển xuống phía bên dưới hết ha. Còn đầu vào. Vào tức là đá cuội đấy anh em ạ. Thì để đỡ phải trèo lên cao thì mình sẽ cho nó nằm ngang đi. Đây. Cái hopper. Cái máy tạo đá. Gương có rồi. Hopper vào đây. Máy tạo đá ở bên trên hoặc để gọi là được nhiều đá nhất có thể thì chúng ta sẽ để thêm lượng đá phía trên đi, mình test xem là nó có chảy phía bên trên đá bên trên xuống luôn hay không nhé. Nếu mà nó chảy bên trên xuống luôn thì khỏe, không thì chúng ta sẽ phải cần hopper đấy. Tại vì trong trong cái máy này này mình đã cài ở đây, nó là đầu ra ở phía bên trên này. Đấy, mình vắt vào đây sao. Ồ à, quên, đầu vào phía bên trên đi. Không nhận này, chúng ta cần hopper rồi. Chúng ta sẽ chuyển đầu ra phía bên này. Đó, có hopper nó mới chịu được. Đấy. Còn cái phần điện này đấy thì nó không thể truyền trực tiếp được. Chúng ta sẽ cần một cái transfer item. Mình có cái transfer energy. Transfer energy đây. Ui, cần nhiều ấy thế. Cực nhiều nét tôn thế nhỉ. Mình có hai cục thôi. Chúng ta có thể dùng tạm cái này để chạy xem nó như thế nào. Cái này là chuyển nham thạch lên. Cái này làm hơi bất ổn nhỉ. Này không ổn. Mình đang muốn một phần đá nó chuyển cái máy này để nghiền và một phần đá nó chuyển xuống để nó làm nham thạch. Nên mình sẽ lắp ra phía bên ngoài này đi. Và chúng ta sẽ cần thêm cái hopper nữa đấy. Chỗ này xong chưa? Chỗ này chỉ còn rương thôi. Ok. Ta sẽ làm thêm rương đi. Cần nhiều lắm anh em ạ. Cứ làm thoải mái đi.
Sau này chúng ta cũng phải dùng luôn. Này nó không tới à? Tới anh em ạ. Không tới thế này thì chúng ta lại phải tinh chỉnh nó lại một chút rồi. Trước tiên thì mình cho cái này nó chảy đá xuống đi. Đến trên thôi được. Đến này thì nó lại không mở được rương à. Từ 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 từ, đang nóng 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 nóng. Ta sẽ chui vào trong đây chúng ta suy nghĩ. Nóng phết đấy. Ở phía trên kia đang hở. Cái này chúng ta bị cái gì mà chúng ta nóng kinh khủng luôn anh em ạ. Mặc dù là có mấy cái điều hòa trong nhà rồi nhé, nó có vẻ như nó vẫn không giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta chỉ cố gắng chịu đến tầm 10 giờ 26, 27 gì đấy là khỏe. Điều hòa này có vẻ không hoạt động đúng ý. Chúng ta cứ vào đây chúng ta đợi thôi. Trong thời gian đấy chúng ta sẽ suy nghĩ. Có vẻ cần thêm cái hopper nữa để chúng ta chạy từ cái máy truyền đá xuống. Một cái dương đôi ha. Anh em có thể tưởng tượng như thế này. Chúng ta có một cái máy tạo đá chuyển xuống cái dương đôi này. Xong từ cái dương đôi nó chuyển sang cái máy nghiền. Máy nghiền này đá thành cát và sỏi. Xong cát và sỏi này nó sẽ chạy vào cái máy sieve để nó sieve ra những nguyên liệu của chúng ta. Đấy. Trong cái chuỗi hoạt động của cái bộ máy lớn đấy chúng ta chỉ cần cấp nhiên liệu cho nó thôi là được. Trước chúng ta đang khá là vất vả trong công cuộc kiếm copper nên là mình nghĩ là thôi chúng ta cứ chuyển sang làm auto sieve luôn. Auto sieve nó giúp chúng ta kiếm nguyên liệu tự động luôn. Thiếu ấy mình chỉ cần treo máy thôi là chúng ta sẽ kiếm được nguyên liệu thôi. Lên lên bắt đầu nóng nóng rồi đấy. Giảm nhiệt. Rồi, tiếp tục công việc. Tạm thời đập cái máy này làm thêm một cái hopper nữa. Hopper này thì chúng ta sẽ gắn phía sau rương đi để ấy, mở cho dễ. Này là hệ thống làm hơi bị cao ấy. Làm gọi là siêu chi tiết luôn đấy mẹo. Đấy, đá chuyển xuống dương. Dương chuyển xuống máy nghiền. Còn chỗ này thì chúng ta chỉ được nâng lên một ô thôi. Con quái nào đây không? Nhà cứ chill luôn. Ta sẽ đổ nham thạch vào đây. Mình sẽ cần một cái chắn ở phía này cho cái crucible đây. Chỗ này không biết nó có chuyển trực tiếp không cơ. Fluid này. Đấy. Không gắn pipe vào được. Đấy. Magmatic Dynamo đã chạy. Nó đã cấp điện cho bên này rồi ha.
Cái máy nghiền này thì chưa có điện, do là có vẻ như cái máy này nó không nhận nguyên liệu từ crucible này, hoặc là nó sẽ không đủ nguyên liệu. Thế là một trong hai trường hợp, mình đợi xem cái này nó đầy, xem nó có chuyển điện lên phía bên trên không ạ. Nó chỉ có hai trường hợp như thế thôi. Làm việc với lại mấy nham thạch này nóng quá. Mà cái này nó không giảm nhiệt đi, giảm có một tí nhiệt ngày cũng như đêm, siêu nóng luôn. Có cái auto si hoạt động là chúng ta khỏe, chúng ta không cần phải động tay động chân nữa. Cái việc ship nó gọi là mất cực kỳ nhiều thời gian. Trồng thêm lúa mì. Cái ship này cần cái mét, mình quên mất đấy. Mét đây. Đó, thì nó sẽ chạy thôi. Về sau thì mình có cái energy transfer energy node này, thì mình sẽ thay đổi cái hệ thống này. Hiện tại thì hệ thống nó sẽ đơn giản, không phải đơn giản, thực ra nó là cụ thể nhất cho anh em như này. Sau này nó sẽ còn nhiều cách xây dựng để cho nó tiết kiệm diện tích và tiết kiệm hiệu năng hơn. Ê, con gì đấy? Đấy, tàng hình luôn anh em ạ, nguy hiểm quá. Ta đi vào nhà này ăn uống các thứ vào, cái bọn này nó nguy hiểm. Quái này cũng là quái tàng hình nữa. Cái này bây giờ ăn không có tác dụng gì đâu. Thối, táo đây, ăn đi cho hồi máu. Mỗi khi chúng ta ăn một cái thực phẩm mới thì thực phẩm cũ nó sẽ tăng cái khả năng hấp thụ cho chúng ta lên. Còn cái gì chúng ta ăn, mắc nghệ này đâu đói mức như vậy đâu. Còn cái gì nữa, mình ăn để mình hồi phục máu rồi. Tạm thời là có ship ship một ít cát nhưng mà chưa hoạt động ở đây, còn cái cục bên trên nữa nó chưa hoạt động là do nó hết nguyên liệu, mình cứ cấp tạm nguyên liệu vào đây trước. Khi mình đủ nguyên liệu mình làm magmatic dynamo nữa thì chúng ta có đấy là được. Magmatic dynamo đây, một redstone, ba redstone cơ, tại mình mới có hai. Cái đấy thì mình sẽ để dành thời gian làm ở giữa hai tập. Thời gian mà mình rảnh mình sẽ làm. Và đây cũng đang có nhiều điện, chúng ta cứ vất cáp vào cho nó tự từ từ tự làm thôi. Thực ra chỗ này lên có một cái rương nữa này. Ta nên có một cái rương trước. Đó, đây nó ship được bao nhiêu đồ nó sẽ rơi đến đây. Xem nó được bao nhiêu. Đó, bắt đầu có đồ, có sắt các thứ rồi. Đây là Iron Map nên chúng ta có khả năng chúng ta sẽ lấy được những cái món đồ
3 mét. Đây, từ cáp và gravel chúng ta sẽ có cớt gâu, iron, lead, nickel, redstone. Chủ yếu là cái phần redstone này đó, mình đang cần redstone. Cứ để cho nó ship ra nhiều nhiều redstone một chút. Sao có quái nào đâu vào nhỉ, trèo qua cây nó vào, trèo qua xương rồng nó vào, căng đấy. Ui trời, thế đây còn có gravel nữa mà, chà, gravel nữa. Nó có hai nguyên liệu với anh em ạ. Đấy, có thể chúng ta sẽ phải cần thêm cái rương nữa đấy. Ok, nó đã chạy rồi. Mong là sẽ ra được nhiều nhiều redstone chút. Trong này có vẻ như không đủ nguyên liệu luôn. Sao lại không không truyền magma lên nhỉ? Không đủ ta. Chúng ta có thể đổ trực tiếp magma vào đây này. Đây có thể dùng than cũng được, nó sẽ ship chúng ta một thời gian đấy. Vẫn chưa thấy ra redstone như thế nào cả, tốc độ này khá là chậm. Và mình thấy bảo là cái auto ship này có thể tăng tốc độ lên khi mà chúng ta cho nó ăn một cái loại thực phẩm nào đấy. Thực phẩm mà càng giá trị thì cái máy ship của chúng ta sẽ quay càng nhanh. Mình sẽ test cái này, là cái này ngọn tốt hơn à? Thực ra cái Golden Apple là tốt nhất nhưng mà không ai sử dụng Golden Apple để test mấy cái đấy cả. Sao nóng vậy, trời đang lạnh co vòi mà người vẫn nóng anh em ạ. Chắc là người ta đứng bên cạnh cái khu khu kia nó lâu quá nóng. Để đây thì redstone, chơi cục redstone nào ạ. Và chúng ta sẽ test bằng cái stock này. Ấy, nó nhanh hơn không? Ồ, có vẻ nhanh hơn đấy anh em ạ. Ấy, rất nhanh luôn mà không thấy ra thêm cái gì đặc biệt cả. Nãy ra thêm một vài cục redstone cho mình vui chứ. Không ra một cục nào. Thế là chúng ta cho nó ăn thì thối cũng được anh em ạ. Ăn đi bạn. Bạn không ăn là tôi ăn đấy. Ăn đi luôn. Cho không ăn lỗi tự ăn luôn. Thêm được không? Được, chúng ta phải chờ cho nó hết cái này nó mới gì được. Cái magmatic dynamo và sản xuất điện tốt phết này, theo như mình thấy có vẻ nó phải chạy được tầm 40 rep à. À 40 rep thì vừa đủ một cái máy thôi anh em ạ. Đây thì bảo là nó sẽ chạy được hai cái máy nhưng mà yếu quá, chạy được một cái thôi. Đó chính là cái demo hệ thống auto ship, mình có thể tinh chỉnh cho nó hợp lý hơn.
là hợp lý hơn một chút. Khi mà chúng ta sẽ có thêm một cái rương. Ở đây. Sau đó cái rương này sao càng ngày nó càng đi xuống ấy nhỉ? Cái rương này nó sẽ rớt vào bên trong cái máy auto-sieve, máy auto-sieve tôi rồi đang nóng sấp mặt này. Tạo ở đây nó sẽ chuyển vào cái máy auto-sieve này. Đấy. Xong cái máy auto-sieve này hoàn thành, nó sẽ chuyển vào bên trong cái rương. Rương chúng ta sẽ để bên dưới đi. Mình phải cần cái hopper nữa. Hopper không đủ luôn rồi. Chết cháy ở đây rồi. Dừng ở đây, hopper chuyển vào đây. Đó. Năm nguội, năm nguội. Đó, đại khái nó sẽ chuyển đồ vào đây. Mình sẽ thêm một cái rương bên này nữa. Và mình sẽ đi tránh rep. Hệ thống của chúng ta nên làm nó cao hơn một chút đây anh ạ. Nóng hơn này. Chú đây chúng ta tránh rét. Và mình muốn test thêm, nó có một cái hình như có upper đúng không? Không có cái upper anh em ạ. Nó là một cái dạng hopper, nhưng mà nó đi, thay vì nó đi xuống nó đi lên. Không có trong phiên bản mốt này, không có Absorption Hopper thì không phải. Hopper đây, Hopper chúng ta có thể hoàn toàn làm sắt được. Cái này thì nó công dụng nó tốt hơn. Hopper là chúng ta có thể nhìn ở phía bên trong xem trong Hopper chúng ta đang chứa cái gì. Mà nóng thế. Đứng ở đây mà không chịu được. À, mất đôi giày rồi anh em ạ. Ui, xong rồi, bị sốc nhiệt rồi. Toàn quá, vẫn chưa làm được hệ thống lạnh đấy anh em ạ. Đấy, đại khái là hệ thống auto-sieve chúng ta đã hoàn thành rồi. Nên là đến đây thôi, hẹn gặp lại anh em vào tập sau ha.